Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng có thể bị chuyển tội danh thành xâm phạm an ninh quốc gia Bộ Công an giao cho Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khẩn cấp với ông Lưu Bình Nhưỡng Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội tối ngày 14 tháng 11 tại sân bay nội bài với tội danh cưỡng đoạt tài sản Phản ứng của dư luận có chung nhận xét rằng vụ bắt bớ ông Lưu Bình Nhưỡng là một âm mưu chính trị triệt hạ nhau giữa các phe phái trong nội bộ của đảng và vụ việc bắt ông Lưu Bình Nhưỡng liên quan đến cuộc đua nhân sự chủ chốt cho Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Chính vì vậy hiện nay tại Việt Nam chính trường sôi động các quan chức cấp cao triệt hạ lẫn nhau. Công an tỉnh Thái Bình thực hiện lệnh bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng vào tối ngày 14 tháng 11 tại sân bay nội bài. Cũng rất nhiều ý kiến thấy rằng việc bắt giữ và khởi tố đối với ông Lưu Bình Nhưỡng giữa các cơ quan tư pháp phải kể đến vai trò của bộ trưởng tô lâm và tranh án tòa nhân dân tối cao nguyễn hòa bình vì các nhóm lợi ích của các thế lực chính trị này đã bị đụng chạm chịu nhiều tổn hại đến lợi ích nhóm do các phát biểu chỉ trích có chủ ý của đại biểu lưu bình nhưỡng diễn ra tại các cuộc họp của quốc hội ông lưu bình nhưỡng là một đại biểu quốc hội vì dân một người của công chúng được đánh giá là người biết và thường xuyên sử dụng mạng xã hội để lên tiếng về các vấn đề của xã hội, đặc biệt là vấn đề đối với dân oan khắp nơi trên cả nước. Mà hiện nay đang nổi bật là những vụ án oan và mất đất. Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội có những chia sẻ cho rằng cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng có thể bị truy tố tội danh xâm phạm an ninh quốc gia liên quan tới tội lật đổ chính quyền. Đáng chú ý trong bài bình luận vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt và sự khôn ngoan của chế độ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, truyện nguyên trưởng khoa chính sách công, học viện chính sách và phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một người trong giới thạo tin đang sống ở Việt Nam, đã tiết lộ những tình tiết rất quan trọng như sau. Liên quan đến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, việc bắt khẩn cấp không chỉ gây bất ngờ cho ông Nhưỡng, mà cả những đối tượng có liên quan, mà cả những người trong cuộc, trong trò chơi quyền lực cung đình mới ngầm hiểu ẩn ý. Trong bối cảnh, chế độ bất ổn. Đảng đã mở một không gian lớn cho sự khôn ngoan. Đối với trường hợp bắt giam ông Nhưỡng, đây có thể được coi là hành động kịp thời được giải nghĩa, luôn là đặt được sự ưu tiên cho mục đích duy trì chế độ, thay vì những tác động hay hậu quả tiêu cực của nó. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Tránh án Tòa Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, hai nhân vật đang gây tranh cãi trong cả nước. Nhận xét của tiến sĩ Phạm Quý Thọ đưa ra trong bối cảnh giới chuyên gia thống nhất cho rằng việc bắt ông Lưu Bình Nhưỡng trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 giữa lúc đang có những tranh luận căng thẳng giữa Quốc hội và các giới chức chính phủ trong đó bất cập thể chế là vấn đề nóng thu hút nhiều ý kiến phát biểu nhất của các đại biểu Quốc hội. Sự căng thẳng giữa cơ quan lập pháp Quốc hội đối với cơ quan hành pháp là chính phủ là mối lo vượt tầm kiểm soát toàn diện của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam về sự lan rộng những biểu hiện được cho là tự diễn biến tự chuyển hóa từ quốc hội hoặc thậm chí có thể dẫn đến xu hướng lấn át sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Điều đó cho thấy việc bắt giữ khẩn cấp đại biểu quốc hội nguyên phó ban dân nguyện của quốc hội đã thể hiện một thông điệp của Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh báo những ông nghị bà nghị của quốc hội khóa 15 hãy coi chừng chớ vượt qua làn danh đỏ. Từ những phân tích kể trên đã cho thấy khả năng cao là các cơ quan tư pháp Việt Nam sẽ chuyển đổi tội danh truy tố ông Lưu Bình Nhưỡng liên quan đến điều khoản xâm phạm an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là một trong những người được cho rằng đang chạy đua tới ghế Tổng Bí Thư tại nhiệm kỳ 14. Đồng thời điều đó cho phép nhất tiễn hạ song điều của các cơ quan tư pháp để cảnh báo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rằng hãy cẩn thận sẽ không có sự miễn trừ kể cả tứ trụ. Rất may cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vì sự nhìn xa trông rộng của Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 132 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đối với các cơ quan tư pháp. Nghĩa là các cơ quan tư pháp bao gồm công an, viện kiểm sát và tòa án các cấp phải coi chừng việc vi phạm các hoạt động tư pháp vì các hoạt động này sẽ được kiểm soát và xử lý chặt chẽ hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sắp diễn ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng có thể bị chuyển đổi tội danh xâm phạm an ninh quốc gia. Tổng Bí Thư Trọng chịu trách nhiệm gì trong vụ Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan phần ai Sự vô trách nhiệm và sự cả nể của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đối với cựu Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải là một trong những lý do khiến bà Trương Mỹ Lan có thể chiếm đoạt được tới 304.000 tỷ đồng, tức là khoảng 12,3 tỷ đô la Mỹ của ngân hàng SCB. Công luận thắc mắc vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại để cho con voi Vạn Thịnh Phát chui lọt được lỗ kim của cơ quan phòng chống tham nhũng trung ương, trong khi Tổng Bí thư Trọng thường xuyên khẳng định rằng công cuộc chống tham nhũng không có vùng cấm, không có vùng tránh. Vậy phải chăng sự việc nghiêm trọng xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát nằm ở vùng né của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhiều năm qua, dư luận xã hội cho rằng chỉ khi nào ông Trọng đưa vụ án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát vào diện theo dõi đặc biệt của Ban phòng chống tham nhũng và tiêu cực trung ương, thì Lê Thanh Hải và đồng bọn mới trả nợ hết cho dân chúng, nhất là bà con dân oan ở Thủ Thiêm. Nhưng giới chuyên gia cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng kỵ giờ nên không dám động đến Lê Thanh Hải. Bằng chứng cụ thể là chiều ngày 19 tháng 3 năm 2020, khi đó, Bộ Chính trị họp khóa 12 xem xét kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân. Tờ trình của ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chỉ đề nghị mức án cao nhất là cách chức bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân. Được biết khi Bộ Chính trị thảo luận, tuyệt nhiên không có bất kỳ ủy viên Bộ Chính trị nào đề nghị xử lý ở mức cao hơn. Đa số các ý kiến đều cho rằng mức kỷ luật như thế là quá nặng, nên kỷ luật để răn đe, tránh làm phức tạp tình hình. Đừng để thế lực thù địch lợi dụng, tuyên truyền, vân vân. Thậm chí bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương khi đó còn cho rằng chỉ nên xử lý kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với hai ông này. Lý do được đưa ra là đề nghị Bộ Chính trị cũng cân nhắc cả quá trình công tác sự công hiến, đóng góp của ông Lê Thanh Hải đối với Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Lê Thanh Hải. Cuối cùng, thông cáo kỷ luật của Bộ Chính trị cho biết, ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, trong khi vẫn cho tiếp tục giữ chức nguyên Ủy viên Bộ Chính trị ở giai đoạn nhiệm kỳ 2006-2010 và 2011-2016. Còn ông Lê Hoàng Quân thì chỉ bị cảnh cáo vẫn giữ nguyên tất cả mọi chức vụ. Điều kỳ khôi là cống ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân đều đã nghỉ hưu từ năm 2016, nghĩa là ông Hải chỉ bị cách một chức vụ mà ông không còn làm nữa. Đây là điều nực cười và chớ trêu trong thể chế của Đảng. Kết luận xử lý kỷ luật của Bộ Chính trị đối với ông Lê Thanh Hải được đánh giá là quá nhẹ so với hàng loạt các tội trạng tẩy đình mà sâu chúa Lê Thanh Hải đã gây ra. Đặc biệt là tội ác với người dân tại Thủ Thiêm, bị giải tỏa, mất nhà, mất cửa. Hơn thế nữa, sai phạm của Lê Thanh Hải là rất khủng, tầy đình hơn cả Đinh Đa Thăng nhiều lần. Tại sao Đinh Đa Thăng phải nhận bản án đến hơn 35 tù Có Lê Thanh Hải thì chỉ bị cảnh cáo mà thôi. Giới thảo tin tiết lộ, ông Nguyễn Phú Trọng không thể xử mạnh tay hơn với Lê Thanh Hải bởi nhiều lý do, nhưng bản thân ông Trọng cũng có những vết, cũng những nét tương đồng với những sai phạm giống như ông Lê Thanh Hải đã mặc hơn thế nữa ông lê thanh hải đã có ba khóa là ủy viên trung ương đảng trong đó có hai khóa là ủy viên bộ chính trị vì vậy ông hải nắm tường tận những thâm cung bí sử đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực trong đảng có tin cho rằng lê thanh hải đã bắn tin cho tổng bí thư nguyễn phú trọng rằng lòng vả cũng như lòng sung trước kia anh đã vô trách nhiệm thì bây giờ đừng bắt người khác phải chịu trách nhiệm thay anh nhà nước đã thiệt hại tới 3.000 tỷ đồng vì một quyết định của thành phố Hà Nội thời Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng. Giới thạo tin cũng cho rằng Lê Thanh Hải muốn dọa ông Trọng về vụ việc trong thời gian làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Trọng và Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đã làm thất thoát tới 3.000 tỷ đồng của ngân sách khi có những ưu ái cho tập đoàn Simucha của Indonesia. Đổi lại, Bí thư Trọng và Chủ tịch Nghiên mỗi người được lãnh 1 triệu đô la và hai căn biệt thự khu đô thị Nam Thăng Long thuộc khu vực Hồ Tây. Đây là thông tin mà nội bộ tuồn ra, đúng sai chưa biết. Được biết ông Trọng đã bán đi một căn ở đây, còn lại một căn ông Nguyễn Phú Trường, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ của Ban tuyên giáo Trung ương là con trai Tổng bí thư Trọng đang ở. Thông tin kể trên hiện còn lưu trên báo Dân trí Online vào ngày 28 tháng 9 năm 2006 với tiêu đề Nhà nước thiệt hại 3.000 tỷ đồng vì một quyết định của thành phố Hà Nội. Cũng xin nhắc lại, công luận cho rằng nếu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dũng cảm xử lý kỷ luật, kể cả xử lý hình sự với sâu chúa Lê Thanh Hải, cũng như sớm đưa vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan vào diện án điểm, thì chắc chắn sẽ tránh được thất thoát lớn đến hàng trăm ngàn tỷ như chúng ta đã thấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Tổng Bí thư Trọng chịu trách nhiệm gì trong vụ Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de